phận con xin sám hối, con đã quay về đại sẽ lại phận con xin sám hối, con đã thấm nhuần ánh dương,
rộng hay xa. Để dành mà phước báo giàu qua cuộc đời, ba thương cho đến bao giờ, cháu con mà chia hưởng phước này hôm nay, bốn thương tiên tố bài xa. Xuân Thiên Khánh Tám Tạng Thành Phát Thành Quan Nghiệp Trần Tế Âm Linh Cô Hồn Kỳ Nguyện Quốc Giám Khánh Phát Đàn Đàn Tràng Vân Đai Tập Đạo Tràng Dĩ Tập Đại Chúng Ban Hàng Nguyên Hoan Hỷ Cộng Chứng Viên Thông nghiêm chỉnh quy quang quân thừa phân lực Như Lai Giáo Hữu An Quý Thổ Địa. Vãng phản tu du chi tế phẩm duy sắc tế trình hòa hộ thiên ma chú trạng diệt tình ban trổn trạng lệ thiên tình khai thông tạo lộ tế thử biểu tiền lỗi tam phủ tấu phân minh chư phật văn chi lai giang hạ phúc lai bản tự thọ trường ma sinh tấu thượng trì thông trần trang ý tả thủ phung hàng văn tự tinh nghệ thiên phủ tứ thiên chư thiên thiên chúa cầm thành chúng thiên điện địa phú điện mặt đi mặt đi
anh hương nhi biến tạc chí kim Phật lương thiên thanh cung gia thập phương tam bảo tứ phủ vạn linh cấp trưởng chân hương phổ đồng cung tái thế đại hùng các phụ lưỡng cung y vương biến hóa thiên tổ nhân cô đường nam mô thanh thành pháp chỉ chân thái nhà thiên tổ sáng bảo trục lớn lương lý chân nhất loại hoa hải trong nhiên cũng lưu trừ bằng Bồ Tát Thích Câu Chi Phật mẫu đại chuẩn đề minh vương Bồ Tát Bất Nhi Văn Đề Phù Phật Tần Thông Thịnh Giác Tự Đường Thank you.
就凭他。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
khách khách như sơn như nhạt sao hữu khai quang chân ngôn cẩn gương. Công đức vô hạn lương nhân sở hữu sở văn nghi thương tuyên nhị lòng phục dĩ an như lai ứng thế phục dĩ như lai ứng thế tùy cơ bất khởi ư thủ ác ở kim dương hạt thăng nga ư ấp ứng tích ca linh thân chi nhạc phương quy thiệu khải vũ điển vương một phu nhập mộng chi thu sầu phạm ma lưu triệt vũ. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch sư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa các vị đại biểu thay mặt cho chính quyền các cấp, kính thưa nhân dân và toàn thể đạo tràng. Lời đầu tiên con gửi tới sư tôn Đức cùng toàn thể mọi người lời chúc sức khỏe, an lạc, cát tường, vui trong chính pháp. Hôm nay được sự quan tâm và cho phép của chính quyền địa phương, Hội Phật giáo, Thầy chủ trì ngôi Đại Hùng Bảo Điện Ninh Quang thôn Nam Định, qua một thời gian xuống cấp, cán bộ cùng nhân dân và Thầy chủ trì đã đồng lòng kêu gọi nhân dân, Phật tử và các con em quê hương sống và đang làm việc trên mọi miền của Tổ quốc đồng tâm trùng tu xây dựng. Đến nay
đã được cất băng cánh thành. Thật là một niềm vui khôn xiết đối với quê hương. Chúng con rất biết ơn lãnh đạo chính quyền, Hội Phật giáo, nhân dân, các mạnh thường quân, các quý khách thập phương đã mang tấm lòng vàng ngọc về xây dựng nên ngôi chùa khang trang và đẹp như hôm nay. Thật vậy, nếu không có cảnh đông tàn, làm sao có cảnh huy hoàng mùa xuân. Hòa cùng niềm vui ấy, hôm nay ngày trọng đại này, đoàn tế thuyền Bát Nhã của đạo tràng chùa Linh Quang được thầy chủ trì cho phép chúng con về đây tế Phật, tế mẫu, tế thánh để cầu phúc cho muôn dân vạn họ, cầu nguyện cho những linh hồn sớm được về Tây Phương Cực Lạc nơi cửa Phật. Con xin phép được bắt đầu. Thank you.
A Di Đà Phật. Quả tươi xanh tâm thành cùng kinh, chúng con đồng hành kính dâng lên. Nãy Phật ngự tọa tòa sen, chứng lòng con trẻ dâng lên tăng tòa. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thương hương. Thừa đón khách chân tu
trình các quý vị đông đủ đây. Nặng nặng mà nghe đoàn tế nữ quan chúng tôi dẫn bản đò nhà Phật. Đò nhà Phật đậu bến Giang Hà, khách gần cho chí khách xa. Ai nà nính nhà Phật ra ngay đây cho sái tôi chở. Có tiền sái tôi cũng chở, không tiền sái tôi làm phúc làm duyên. Việc Phật Pháp sái tôi nên làm phúc. Ấy các vị cứ tưởng về miền Tây Trúc, ra ngay đây cho sái tôi chở đò sang. Tai ta nghe hồi tiếng chuông vàng văng vẳng, sái tôi quay nái lại trèo về bên Tây Trúc. Nhạc công khỏi nhạc vũ nhạc bay, chữ thiên thu thọ, ý, 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 ý.
phục vị. Tạ Phật tam bái nhất bái hương nhị bái hương tam bái hương bình thân hồi vị. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Vô Thượng Hư Không Giao Trì Hương Mẫu Vô Nguyện Cổ Phật, cứu kiếp giải nghiệp Từ Tôn Đại Từ Tôn A Di Đà Phật, bình thân phục vị. Nghinh lễ cung cung bái nhất bái hương nhị bái hương tam bái hương bình thân hồi vị. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Vô Thượng Hư Không Giao Trì Hương Mẫu Cổ Phật, cứu kiếp giải nghiệp Từ Tôn Đại Từ Tôn A Di Đà Phật. Ca công vũ nhạc, vũ nhạc bài
Nam mô Đức Đại Vương Thượng Đẳng Thôi Ninh Từ A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thưa trình các quý vị đông đủ đây, nặng nặng mà nghe đoàn tế thuyền Bát Nhã chúng tôi dẫn bản đồ nhà Thanh. Vâng đời Phật dạy, cứu nhất nhân đắc kỳ vạn phúc, cứu một người phúc đẳng hà xa. Tâm già có một cúng gia lộc mười, mang lại cho già bách niên. Ở đời phúc họa do mình, tu nhân tích đức trời dành phần cho. Gặp nguy ắt được cứu nguy, gặp hạn ắt được phù trì qua cơn. A-di-đà-phật. Thương hương thank you.
bạch đức đại vương thượng đẳng tôi ninh từ A Di Đà Phật. Nhà công cử nhạc phụ nhạc bài thank you.
thoáng đợi chờ khách sang chèo mỏi